Ok, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay trở lại chia sẻ cho anh em cái cách mà tôi chơi, cái cách mà tôi kiếm lãi mỗi ngày với con tài xỉu 68 game bài như thế nào anh em nhé. Nói chung là mỗi ngày tôi không đánh nhiều đâu, mỗi ngày tôi chỉ chơi khoảng tầm 5 đến 10 phút gì đấy thôi. Đấy, không biết là cái thời gian mà anh em dành cho những con app tài xỉu nó thế nào, nhưng tôi thì chỉ từng đấy thôi anh em ạ, không đánh nhiều. Có thể chia ra để chơi. Mỗi lần chơi như thế sẽ chơi khoảng tầm 5 đến 10 phút. Đấy, và mình sẽ chia ra, một ngày mình sẽ chỉ chơi nhiều nhất là 3 lần thôi. 3 lần là nhiều lắm rồi anh em ạ. Không chơi nhiều, tuyệt đối là không chơi nhiều. Chơi nhiều là khả năng mà loạn cầu nó rất là cao. Ok, húp này. Khả năng mình loạn cầu nó cực kỳ cao luôn. Nên là anh em hạn chế lại. Mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Như thế thì rất là ok. Chứ bây giờ anh em tập trung chơi quá nhiều con app ấy, những con game bài đổi thưởng như thế này ấy, thì khả năng mà anh em ra đi nó cực kỳ lớn. Anh em có thể thấy là trước đây người chơi mỗi chơi tài xỉu là cứ vào chơi như thế thôi, và không biết là đằng sau đấy những cái bí mật của nhà cái là nó như thế nào, đúng không? Mình chỉ biết vào chơi là cứ thế là chơi thôi. Sau này thì cũng khá là nhiều, nói chung là thông tin mạng truyền thông của các thứ nó cũng phát triển này anh em. Trước đây khoảng 5 6 năm thì cũng bình thường thôi, sau này thì những cái này nó bắt đầu phát triển mạnh rồi. Đấy thì mình tiếp cận được với internet, thông tin mạng của các thứ này. Cho nên là cái gì mình cũng biết rồi. Mà như vậy thì nhà cái nó cũng khôn lên sao anh em? Nó phải điều chỉnh cái cách như thế nào đấy để nó luôn luôn có lợi. Đúng không? Chắc chắn là như thế rồi, bốn nào. Ok, húp này. Chắc chắn là nó phải điều chỉnh như thế nào đấy là nó luôn luôn có lợi rồi. Đúng chưa? Chứ mình đấu với nhà cái mình đấu sao nổi anh em. Mình chỉ có là chơi xong đấy là mình kiểu ăn non ấy, kiểu như thế. Kiểu ăn non ấy, đánh nhanh rút gọn, kiểu như thế thôi. Chứ bây giờ mà anh em nói chống lại nhà cái thì ối giời ôi luôn. Không chống lại được nhà cái đâu anh em nhá. Nếu mà tính đường lâu dài thì mình không thể chống được nhà cái. Tuy nhiên, vẫn có những cách để mình lọt khe, để mình trở thành người chiến thắng. Tức là chiến thắng những người chơi còn lại thôi. Sẽ có 50% đánh tài, 50% đánh xỉu. Ví dụ tài ăn thì xỉu sẽ thua. Thì mình làm sao đấy mình lọt khe, mình chui vào những người chiến thắng ấy. Đấy, đã là một thành công lớn rồi. Chứ bây giờ anh em bảo ngồi chơi tay đôi với nhà cái thì làm sao mà chơi nổi anh em. Rõ ràng luôn đúng chưa? Bất kỳ con app nào luôn ấy. Đừng có nhắc đến cái vấn đề đó là gọi là có những cái công thức hay là phương pháp bắt cầu mà tỷ lệ thắng 100%, không có đâu anh em nhé. Đừng có hy vọng, thật sự đấy, đừng có hy vọng như thế nhiều, làm gì cho nó mệt, không bao giờ có hết. Anh em phải tự lực tự chơi, chứ dựa vào công thức thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Rõ ràng là nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ chiến thắng cho mình, nhưng mà nó cũng chỉ là tương đối thôi, không tuyệt đối, không chính xác 100% được. Anh em nên nhớ cái điều đấy nhá. Rồi nha, ok. Gậy này, cầu này đi cầu gì đây? Bỏ qua một tay nữa đi anh em ơi, bỏ qua một tay nữa đi. Cầu này chưa biết nó đi 21 hay là 22 đây. Chắc đánh 94k nhỉ? Ba cái cầu 22 này, vẫn nhận định là cầu 22 và hy vọng nó đi cầu 22. Nếu ta này ra tài thì dễ đánh hơn rất là nhiều so với ra xỉu. Thật sự đấy, nếu mà đi ra tài tay này thì mình khả năng tay sau thì mình sẽ đánh xỉu to. Bởi vì nó gãy ở hai hai tay anh em, nó gãy hai tay đây, anh em có thể nhìn cái độ thì này là biết nó đi đúng hai tay là nó gãy này, đến đây hai tay nó gãy này, thì hy vọng đây là một cái tài ấy, thì nó sẽ gãy luôn ở tay xỉu này, thì tay xỉu phía sau mình có thể đánh một tiếng kết. Đấy, đấy là cái cách nhìn nhận nha anh em, đấy là cái cách nhìn nhận nhá. Tay này thì tôi chỉ đánh cho vui thôi nhá. Ok, tay này tôi đánh cho vui thôi, còn tay sau mới là tay kết của tôi này. Có thể là tôi chưa biết thắng hay là thua, nhưng mà cứ kết là đã phang cái đã anh em, cứ kết là đã phang cái đã, đúng không? Thì mình phải có những tiếng kết như thế thì mình mới đánh, mình mới có lợi được chứ. Chứ bây giờ anh em cứ chơi đều đều như thế, tay nào anh em cũng đánh một củ, tay nào cũng đánh một củ. Đấy, đến khi đánh rõ ràng là chơi như thế là sẽ ngồi rất là lâu rồi, đúng không? Ngồi rất là lâu rồi, ngồi lâu thì dễ mất tiền phí thôi, mất tiền thuế thắng cược thôi, thua thì thua hết, thắng thì mất tiền thuế thắng cược. À,
anh em ngồi lâu làm cái gì? Thay vì như thế thì mình hãy lựa những cái cầu đẹp, mình phang một phát đi, đánh nhanh rút gọn, như thế là cái cách gọi là an toàn nhất anh em ạ, ngon lành nhất. Lỡ nhà cái nó có soi thì cũng không soi kịp, đúng không? Ok, nãy tôi vừa bảo là tay này tay kết của tôi đúng không? Tôi sẽ phang, thắng thua chưa biết nhưng mà cứ kết là phang ấy đã. Gậy bố nó rồi, má ơi luôn, vẫn đi cầu dài được này anh em, lại luôn vãi đạn luôn nha, như thế mà vẫn chạy ra cầu dài được, quỳ luôn ấy, cái định mệnh luôn. 12 vẫn lên 14 này, cầu đang đi thế này mà vẫn lên được 14 này cũng siêu luôn đấy. 6 lên 16 này, 16 về 12 lên 14 này. Vậy nhờ. Thì nếu mà không gãy 2 thì chắc là gãy 3 đúng không? Cũng rất là khó đấy, khó nhận đoán ở cái tay này đấy. Vẫn có một cầu đi 5 tay này. Nên là cũng khá khó khăn ở cái phiên này. Tôi sẽ tham khảo qua cái cầu xí ngầu một tí nha anh em. 5 6 11 này, ok chưa? 11 với 1 là 12 rồi, đi xỉu ok. Xí ngầu báo về xỉu anh em ạ. Cầu xí ngầu báo về xỉu thì cứ vang xỉu thôi đúng không? 3K lấy phong thủy ra nào. Ok, mở bát này. Định mệnh luôn, đi dài luôn anh em ơi. Nằm yên vị 14 luôn mới cay chứ. Vãi thật sự luôn, nằm yên vị 14 luôn này anh em. Ảo nhờ. Thì luôn đấy. Mẹ ra như thế rồi mà vẫn lên được 14 nước thì chịu. Chịu cứng luôn. Mà chết đúng 2 tiếng kết. Đầu vãi đái luôn anh em ạ. Chết đúng 2 tiếng kết luôn. Mẹ em mày. Vãi đạn thật sự luôn đấy. Đi thế này rất cực kỳ khó bắt anh em. Cực kỳ khó bắt luôn. Tay này mà đi theo tài nữa sợ nó gãy. Tiếp tục tin tưởng xí ngầu một phát nữa này. 35 này, ok này. 5 5 với 2 là 7 đúng không? Tiếp tục tin tưởng một phát cuối cùng này. Để xem là có gì không này. Tay này mà thua tôi sẽ nghỉ luôn không chơi nữa anh em ạ. Ok, hút rồi. May quá. Đúng tài 11 luôn anh em ơi. Đúng tài 11 luôn. Vãi đạn luôn. Mà nặng rất là áp lực luôn. Nặng 6 lên 1 mẹ mày. Nó có một chấm ở góc là mình sẽ ăn. Mà nếu như không có chấm ở góc thì xác định thua. Đó, rất là áp lực luôn. Vãi đái luôn này. À, run như cái sấy luôn. Nặng phải đấy là run như cái sấy luôn anh em. 16, 12, 14 này, 2 con 14, 11 này. 12, 11, 2 con 11. Đây là 16, 12 về thế này rồi. Câu chạy thế này thì cũng chưa biết là đi tài đi xỉu đây. Có thể đi lên 12, cũng có thể về 10. Tay này cùng lắm thì về 9, 10. Ui, anh em đánh phiên này rất là lớn luôn này. Quyết định đi đúng cái cầu này. 4 củ đi, quyết định đi đúng cầu tay này anh em nhé. Ui, ui gần 4 tỷ luôn, ui vãi. Ui kinh khủng như anh em. Ok húp này, ui anh em xem này. Gần 4 tỷ luôn này, ui vãi cả linh hồn luôn. Gần 4 tỷ cho một phiên cược của tài xỉu xanh nha anh em ơi. Quá kinh khủng luôn đấy. Nó quá kinh khủng luôn anh em ạ. Ui giời ơi. Bên kia tỷ 9, bên này tỷ 7, hơn tỷ 7 nữa là bao nhiêu? 3 tỷ 6, gần 3 tỷ 7. Ui giời ơi. Vãi cả linh hồn luôn. Tôi thấy là đây là mỗi con tài xỉu xanh đấy anh em nhé. Tôi chưa tính cái con MD5 này nữa nhá. Ui, thời điểm mà cao điểm ấy. Đây, bên này cũng sắp xỉ 2 tỷ này. Ui, 2 tỷ 6 này. Cũng khá là kinh đấy. Cái thời điểm mà cao điểm nhất của Go88 và Sun Win, cái lượng cược của nó sẽ tầm 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ là cao ngất ngưỡng rồi. Đúng không anh em? Ui, vãi nhờ. Mẹ ta đấy anh em dồn vốn ghê thật sự luôn. Chắc là hai top gần nhau, có thể là như vậy anh em ạ. Nói chung là ruồi muỗi đánh nhau thì mình ở giữa mình hưởng lợi thôi anh em ơi. Ngà ban đen này, ui giời ơi, gãy này, cái gì thế này, vãi nhờ. Đi cầu thế này 2 năm thế này không bám thêm tay nữa đi,
Vãi thật sự luôn đấy. Không biết con nên tiếp tục hay là dừng lại đây nha mời. Tiếp tục hay là dừng lại đây. Tôi vừa làm được một tay gọi là lật kèo thành công. Không biết là bây giờ dừng lại hay là tiếp tục đây. Nói chung vẫn có lãi 1-2 củ thôi, không nhiều nhưng mà vẫn có lãi thôi. Chắc tôi sẽ dừng lại anh em nhé. Ngày hôm nay như thế thôi, mỗi ngày một ít như vậy anh em ạ. Ngày mai chơi tiếp. Tôi cảm thấy là cầu này nó đi không theo một cái thể thống nhất gì hết. Đây em nhìn xem này, không theo một thể thống nhất gì hết. Cầu khó thì mình nghỉ thôi. Ok nhé anh em. Rồi, chúc anh em gặp nhiều may mắn và luôn luôn giành chiến thắng nhà cái. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.